Thông tin tiểu sử ca sĩ Thế Sơn. Thế Sơn là một ca sĩ người Mỹ gốc Việt. Hiện là ca sĩ cộng tác với trung tâm giờ. Trước đó, anh đã từng có thời gian dài cộng tác với trung tâm Thúy Nga. Thế Sơn sinh năm 1965. Cha của Thế Sơn là một sĩ quan quân pháp của quân đội Việt Nam Cộng hòa sau sự kiện mùa xuân năm 1975, ông phải đi cải tạo do sự bắt giữ của chính quyền mới. Một điều ít người biết là trong số những ca sĩ nổi tiếng hiện nay có những người trước đó không hề chủ tâm đi theo con đường ca hát. Thế Sơn cho biết trước kia anh chỉ quan tâm đến việc học nhạc nên đã ghi danh vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1985 và theo học tại đây đến năm 1991. Nhưng sau một thời gian ngắn bước vào nghiệp ca hát mang tính cách thử nghiệm, anh đã gặt hái được khá nhiều thành quả tốt đẹp nên đã hướng đường đi của mình vào lãnh vực này để trở thành một nam ca sĩ càng ngày càng trở nên vững vàng. Thế Sơn bắt đầu là ca sĩ chuyên nghiệp vào năm 1985. Năm 1989, anh tốt nghiệp bằng trung cấp 4 năm tại nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1994, Thế Sơn theo gia đình định cư tại Mỹ theo diện HO, Thế Sơn có hai chị đã lập gia đình và đều đã đoàn tụ tại Hoa Kỳ. Thế Sơn đã đi hát để giúp đỡ gia đình và có một ca khúc song ca nổi tiếng cùng ca sĩ Thủy Tiên. Sau đó, Thế Sơn đã tốt nghiệp đại học và cùng gia đình chuyển sang Mỹ. Nổi tiếng với những ca khúc được nhạc vàng trước năm 1975. Thế Sơn đã sinh sống tại San Jose khoảng một năm nên anh cũng biết nhiều về nơi đa ị anh nghĩ rằng silicon valley là vùng đất hứa hẹn cho rất nhiều người việt tị nạn khi nào anh trở về trình diễn tại san jose anh đều yêu mến khán thính giả của anh hơn vì anh cảm nhận lòng ưu ái của họ dành cho anh theo anh thì nhiều nghệ sĩ khác cũng có cảm nghĩ giống anh khi trình diễn tại san jose Thế Sơn từng xuất hiện thường xuyên trong băng Paris by Night và thực hiện rất nhiều CD mới. Bên cạnh ca hát, anh còn được biết đến tài nghệ chơi guitar của mình. Danh sách album của ca sĩ Thế Sơn, Mai Lỡ Mình xa nhau với Hương Lan 1995, TNCD 098, tìm nhau trong kỷ niệm với Hoàng Lan 1996. TNCD 114, những chiều không có em 1996. TNCD 116, ngày xưa anh nói với Hương Lan 1996. TNCD 119, tình là sợi tơ với Hoàng Lan, Mỹ Huyền 1996. TNCD 123

Tình và Tiền 1998, TNCD 174, Về miền Tây với Hoàng Lan, Mỹ, Huyền 1998, TNCD 175, Chiều Hoang 1999, TNCD 198. Nếu điều đó xảy ra với Thiên Kim 2000, TNCD 218. Trân Tỉnh 2002, TNCD 256, Bất chợt ta nhìn nhau 2003, TNCD 308, Những tình khúc chọn lọc tháng 2 năm 2005, TNCD 353, Đời tôi chỉ một người 2009, TNCD 437.